Vũ Quang kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục câu chuyện thời sự của Đài truyền hình quê hương hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài viết Hành trang tội lỗi của ông Lý Khả Phiêu của tác giả Nguyễn Vũ Bình và Vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo, vừa miệt thị người ta thì chỉ có thể là cộng sản của tác giả Đỗ Ngạn. Bài thứ nhất của tác giả Nguyễn Vũ Bình. Với rất nhiều sai lầm trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam sau này sẽ phải đối diện với những truy cứu trách nhiệm về việc làm mất đất đai, lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Tuy đối với Đảng Cộng sản, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, nhưng trong các đời Tổng Bí Thư thì ông Lê Khả Phiêu chính là người chịu trách nhiệm cho việc ký kết hiệp định biên giới trên bộ và trên biển. Cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, người vừa qua đời vào ngày 7 tháng 8, được nhiều người nhắc tới bởi những quyết định tai hại. Dù là người có nhiệm kỳ Tổng Bí Thư ngắn, chưa hết một nhiệm kỳ từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, nhưng ông Lê Khả Phiêu lại là Tổng Bí Thư gánh nhiều tội lỗi nhất trong số các đời Tổng Bí Thư thời kỳ đổi mới. Có hai sự kiện gắn liền với tên tuổi của ông Lê Khả Phiêu mà khó có thể gột rửa được tội lỗi của ông ta. Cả hai sự kiện đều do sự thuần phục vô điều kiện của Đảng Cộng sản nói chung và ông Lê Khả Phiêu nói riêng đối với Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Trung Quốc. Năm 1999, mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước tiến mạnh mẽ. Hội nghị APEC diễn ra tại New Zealand đã có sự thống nhất về việc Việt Nam ký Hiệp định Thương mại Song Phương BTA với Hoa Kỳ thời Tổng thống Bill Clinton. Nhưng vào phút chót, phía Việt Nam đã ngưng việc ký kết bởi Đảng Cộng sản quyết định dừng lại. Lý do là phải ký hiệp định sau khi Trung Quốc ký thỏa thuận với Hoa Kỳ để vào WTO. Điều này làm sững sờ tất cả đoàn ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như dư luận của thế giới. Phải một năm sau, Việt Nam mới ký được Hiệp định Thương mại Song Phương với Hoa Kỳ. Vấn đề thứ hai nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đó là việc ký kết Hiệp định phân định biên giới đất liền và trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Năm 1999, Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn tất các cuộc thương lượng và ký kết Hiệp định biên giới Việt-Trung. Theo các thông tin trong các cuộc giao ban nội bộ, diện tích tranh chấp của hai nước chỉ có 720 cây số vuông và được phân chia theo tỷ lệ Việt Nam-Trung Quốc là 49-51. Nhưng theo các nguồn tin và dữ liệu bên ngoài, Đảng và Nhà nước, thì số diện tích đất đai biên giới Việt-Trung thiệt hại là 15.000 cây số vuông. Lý do là một phần đất đai giáp biên giới trước đó, Việt Nam sử dụng làm các an toàn khu trong kháng chiến công bố của Trung Quốc để Mỹ không giải bom, không được tính là đất của Việt Nam nữa. Theo nguồn của World Bank, diện tích đất liền của Việt Nam thời kỳ Đảng Cộng sản lãnh đạo so với thời kỳ Pháp quản lý đã mất đi 30.000 cây số vuông. Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ cũng có số phận tương tự. Năm 2000, hiệp định đã được ký kết. Theo đó, diện tích biển của Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ thời Pháp và nhà Thanh Trung Quốc có tỷ lệ là Việt Nam 62%, Trung Quốc 38%. Nhưng đến thời Lê Khả Phiêu ký kết là Việt Nam 53% và Trung Quốc 47%. Như vậy, diện tích biển của Việt Nam đã mất đi hàng chục ngàn cây số vuông. Nhìn vào sự nghiệp chính trị, trong vai trò Tổng Bí Thư, có vẻ như ông Lê Khả Phiêu đã không có sự chuẩn bị đầy đủ, cũng như không đủ năng lực để đảm nhận cương vị cao nhất của Đảng. Cũng có lẽ ông là người duy nhất của quân đội được cơ cấu vào cương vị Tổng Bí Thư, thời gian giữ vai trò quản lý, lãnh đạo dân sự, xã hội chưa đủ để ông nắm bắt hết những sự phức tạp của chốn quan trường. Với những việc vô hiệu hóa ban cố vấn, việc nâng đỡ đồng hương Thanh Hóa, việc phát động cuộc chiến chống tham nhũng mà chưa hề có sự chuẩn bị, gặp gỡ phe bất đồng chính kiến, tức là gặp cụ Hoàng Minh Chính, chứng tỏ sự làm việc tùy hứng, thiếu chiến lược và thiếu sự chuẩn bị. Kết cục là đã bị các cố vấn cùng với phe nhóm chống đối hạ bệ trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng tất cả những điều đó không thể so sánh được với việc ông đã mắc bẫy mỹ nhân kế của Trung Cộng và nhắm mắt ký kết hai hiệp định biên giới Việt-Trung và hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ. Những điều này ông đã bị người dân nguyền rủa ngay từ khi tại vị, còn sống và tiếp tục bị nguyền rủa khi đã qua đời. Bài thứ hai của tác giả Đỗ Ngà với tựa đề Vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo,
vừa miệt thị người ta thì chỉ có thể là cộng sản. Trong một phóng sự sáng ngày 17 tháng 8 năm 2020, VTV đã gọi người bán hàng rong nghèo khó ký sinh trùng. Một cách dùng từ đầy miệt thị đối với tầng lớp nghèo khổ của đất nước. Sau khi mạng xã hội phản ứng dữ dội, thì sướng ngôn viên Lê Quang của đài này đã lên Facebook xin lỗi với tư cách cá nhân. Tuy VTV mang mác là đài truyền hình quốc gia, nhưng thực chất đó là đài truyền hình của đảng. Mọi bản tin trước khi lên sóng đều phải qua tay ban kiểm duyệt. Vậy mà từ ký sinh trùng vẫn lọt qua và được lên sóng. Chỉ cần một ý nào người soạn mà ban kiểm duyệt không đồng ý thì sẽ bị chặn lại ngay. Vậy nên từ ký sinh trùng được lên sóng cho thấy một điều rằng quan niệm của những người đang làm trong VTV là thống nhất. Tất cả bọn họ đều xem người bán hàng rong là một thứ ký sinh trùng ăn bám. Đây không phải là một tai nạn như lời xin lỗi mang tính chiếu lệ của tay sướng ngôn viên kia, mà nó là một tư tưởng mang tính hệ thống trong Đảng Cộng sản hiện nay. Tuy Đảng Cộng sản nhân danh giai cấp cùng khổ, nhưng chính nó lại là kẻ gây nên sự khốn cùng cho giai cấp cùng khổ, chứ không ai khác. Cộng sản vì dân nghèo thì tại sao từ năm này qua năm khác họ cứ xua công an và đám dân phòng ưng khuyển đi đạp đổ, cướp phá chén cơm những người bán hàng rong khắp mọi nơi trên đất nước này? Họ vì dân nghèo thì họ đã không làm vậy. Vậy nên câu miệt thị hôm nay trên VTV không phải là một tai nạn, mà là một câu nói ra tư tưởng vốn có của những người cộng sản. Thực ra nếu không có cộng sản thì đất nước này đã không mất tiền vì bọn quan tham bốc hốt. Nếu không có cộng sản thì đất nước cũng đã không mất tiền cho những tượng đài ngàn tỷ, cổng chào trăm tỷ. Nếu không có cộng sản thì đất nước đâu mất tiền cho vô số dự án thua lỗ hàng tỷ đô. Nếu không có cộng sản thì đất nước đâu mất tiền cho những công trình vô dụng như đường sắt Cát Linh Hà Đông, vân vân. Chính Đảng Cộng sản đã làm nghèo đất nước bằng cách như thế đấy. Và vì làm nghèo đất nước nên mới đẩy nhân dân phải bươn chải mưu sinh như vậy. Vậy thì nói cho cùng, Việt Nam xuất hiện một lượng người bán hàng rong đông đảo như hiện nay do chính Đảng Cộng sản gây ra, chứ không ai khác. Trên thế giới, có nước nào tham nhũng cao mà dân được hưởng phúc lợi đâu. Những nước như Úc, Canada, Tân Tây Lan, v.v. đều là những nước có chính quyền cực kỳ trong sạch. Cứ như vậy, mức độ tham nhũng càng tăng thì nước càng nghèo, phúc lợi càng giảm. Như vậy rõ ràng là chính tham nhũng đã cướp mất phúc lợi của dân, đút đầy túi tham và đẩy họ vào thế phải tự bơi kiếm sống. Đã cướp nhà người ta, đẩy người ta đi bán hàng rong, rồi miệt thị người ta là ký sinh trùng, thì còn gì khốn nạn bằng. Thực ra buôn bán là hình thức mua đi bán lại để kiếm lời. Dù cho đó là công ty thương mại tỷ đô hay một người bán hàng rong có vốn chừng 50 đô, thì họ đều giống nhau về bản chất và chỉ khác nhau ở quy mô mà thôi. Vậy thì cớ sao gọi những người bán hàng rong là ký sinh trùng? Vậy EVN cũng mua đi bán lại, Petrolimex cũng mua đi bán lại. Tại sao không gọi những ông đó là ký sinh trùng mà lại dùng từ này với những người dân nghèo? Tại Thái Lan, chính quyền nơi đây không bao giờ cho cảnh sát đi cướp phá đạp đổ chén cơm người bán hàng rong như cộng sản đang làm ở Việt Nam. Nhà nước đã không lo cho họ được, đã là một lỗi lớn. Cớ sao đạp đổ chén cơm của họ? Vừa cướp mất chén cơm người nghèo, vừa tàn ác đạp đổ tô cháo loãng trên tay của họ, vừa miệt thị họ là ký sinh trùng ăn bám, thì có thể nói chỉ có cộng sản mới làm được. Phải vừa tham lam tột cùng, vừa vô trách nhiệm đến tột cùng, vừa khốn nạn đến tột cùng mới có thể làm được như vậy. Đất nước cộng sản cai trị, những kẻ ăn cướp thì được vinh danh là anh hùng, những người làm ăn chân chính thì bị xem là ký sinh trùng ăn bám. Thời mặt Pháp, khốn khổ cho đất nước, khốn khổ cho dân tộc. Thưa quý vị, vừa rồi là hai bài viết với tựa đề Hành trang tội lỗi của ông Lê Khả Phiêu của tác giả Nguyễn Vũ Bình, và vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo, vừa miệt thị người ta thì chỉ có thể là cộng sản của tác giả Đỗ Ngạc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự của Đài Truyền hình Quê Hương. Vũ Quang kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong tiết mục này kỳ sau.